Thưa quý vị, mô hình tổ công nhân tự quản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được ra đời đầu tiên vào năm 2011 tại tổ 48 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng trở thành trợ thủ đắc lực của các tổ chức công đoàn, đã cùng Liên đoàn Lao động thành phố chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho công nhân, người lao động trong thời điểm khó khăn, góp phần gắn kết công nhân lao động ngoài tỉnh, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong các khu nhà trọ, xóm trọ. Quận Liên Chiểu là địa phương có đông tổ công nhân tự quản. Ban điều hành các tổ này được Liên đoàn Lao động thành phố đánh giá là rất nhiệt tình, đã thành lập nhiều quỹ để thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho công nhân, người lao động tại các khu trọ, xóm trọ, góp phần giúp người lao động yên tâm làm việc và ổn định cuộc sống. Trước đó, trong thời điểm COVID-19 hoành hành trên địa bàn thành phố, các tổ này đã thường xuyên thực hiện công tác phòng chống dịch, đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm và có ý nghĩa hơn là vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ cho công nhân, người lao động và cả học sinh, sinh viên khó khăn tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận. Trong là ngày hôm qua cũng nhận quà của công đoàn, nước con cũng của thành phố cho, cũng rất là mừng. Còn chủ trọ thì cũng có giảm được phòng trọ 300 ngàn một tháng, cũng rất là vui, cũng giúp thì cũng giúp được một phần nào cũng trong gia đình sinh hoạt. Thì ở đâu cũng khó khăn hết. Tôi xuất phát từ đó mà tôi kêu gọi. Sau cái lời kêu gọi tôi thì toàn dân họ hưởng ứng. Nói chung là tôi chỉ đưa ra những cái trường hợp là 30-50%. Còn tất cả đều giảm. 46 hộ cho thuê trọ thì tôi chọn 10 hộ cho thuê cho giảm từ 30-50%. Bên cạnh đó, khi có hội, đoàn thể hay cá nhân muốn hỗ trợ cho công nhân, người lao động khu nhà trọ hay con em của những đối tượng này, thì ban điều hành các tổ này cũng làm người trung gian kết nối đến cho công nhân để lập danh sách nhận sự hỗ trợ. Ở cấp trên mà phát xuống thì đều chia hết cho nhà trọ. Còn những hộ mà còn thiếu thức ăn thêm thì người ta sẽ gửi thì tổ trưởng đi mua rồi về phát trực tiếp cho họ. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, năm 2021 có 52 tổ công nhân tự quản. Tính đến tháng 5 năm 2022, nhân rộng thêm. Hiện trên địa bàn thành phố có 57 tổ, trong đó có nhiều nhất tại quận Liên Chiểu, 28 tổ. Quận Cẩm Lệ 21 tổ, còn lại là quận Sơn Trà và huyện Hòa Vang. Theo đó, với 57 tổ công nhân tự quản, có gần 9.500 công nhân lao động đang sinh sống trong gần 4.700 phòng trọ. Nhiều tổ tự quản đã hoạt động phát huy hiệu quả rất tốt, góp phần đảm bảo cái an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên cái địa bàn mà tập trung đông công nhân lao động. Một số tổ cũng đã có những cái buổi tuyên truyền, tư vấn cho người lao động tại các khu trọ, xóm trọ, góp phần là cho người lao động yên tâm. Sau 11 năm hoạt động, tổ công nhân tự quản đã trở thành sợi dây gắn kết giữa công nhân, người lao động với công đoàn cơ sở, tổ dân phố. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục mở rộng mô hình tổ tự quản, tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động tại nơi cư trú, hưởng thụ các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công nhân.